Hello, bên này xin trân trọng kính chào bà con, kính chào quý vị khán giả gần xa nhé. Thưa bà con và các bạn, thì hôm nay bên này lại tiếp tục cái đề tài mà là gì? Mà lên án tên Đức Đầu Bạc. Ngoài cái việc là hắn là gì? Lợi dụng vào cái tình cảm thiêng liêng, thành kính thiêng liêng của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để làm sao khơi gợi lên cái nỗi gì ạ? Cái mâu thuẫn rất là to lớn giữa những người Việt ở trong nước và người Việt ở ngoài nước. Đấy, như chúng ta đã biết như hôm qua ấy, chính như hắn là cái gì ạ? Mà những cái thao tác cố tình tiếp nối cái truyền thống của cái thằng giặc, truyền thống của thằng giặc lật sử, thằng thầy cãi. Và bây giờ là đã được bàn giao nhiệm vụ cho Nguyễn Trọng Đức, đã làm việc là gì? Treo cờ Tổ quốc và treo ảnh Bác Hồ lên đấy để tạo ra một cái ngòi nổ của những cái vụ chửi bới, lăng mạ, xúc phạm vào những cái điều gì thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam. Đấy. Thế thì thưa mọi người, thì trước khi viên Hải bình luận và cung cấp cho mọi người một số những cái dữ kiện xung quanh về cái việc xúc phạm quốc kỳ quốc ca này, thì mời các bạn nghe một chút về những cái ý kiến của anh Vũ Tuấn tối hôm qua. nói là hòa hợp dân tộc, các anh mở mồm ra các anh bảo là hòa hợp, các anh mở mồm ra các anh nói bảo phải đoàn kết, các anh phải nói rằng phải từ bỏ, các giữ bỏ cái quá khứ đi, nhưng chính các anh lại làm cái việc như Nhật Bản nói lúc nãy là đổ dầu vào lửa, người ta lại lấy xăng lấy dầu về cứu đám lửa trước ngọn gió. Xin chào anh Vũ Tuấn. Thì em có một cái ý kiến nho nhỏ như thế, anh Tuấn vừa mới lên thì anh Tuấn có ý kiến gì bình luận thêm về cái vấn đề của ông Nguyễn Trọng Trọng Đức trước cái sự kiện như thế này, thì xin mời anh. Nghe rõ không? Xin chào Có ba gì tập đoàn ba bên họ Trần ạ. Nếu như trong văn hóa của Bôn Sa ấy, họ sẽ dùng văn hóa của Tàu rất là nhiều, họ gọi là Tam Nhân Bang Trần Gia hoặc là Trần Tổng. xin chào mấy anh em gì đang mắc cái tiếng Việt, nhưng mà thôi bây giờ qua sẵn cái chuyện này là mình cũng bức xúc và cái chuyện Đức Đầu Bạc. Từ hồi chiều trưa mình có coi cái clip mà của Phố Mình Sa nó làm, thì mình chỉ giờ này thì mình chỉ có kết luận một câu thế này, không có thể nhiều anh em không đồng tình. Mình thấy là trên mạng xã hội, trên người ta thấy clip đó thì rất nhiều người bình luận bảo vệ Đức Đầu Bạc về cái khác nó. Nhưng mình kết luận theo suy nghĩ của mình á, Đức Đầu Bạc là thằng phản động, đang phá nghị quyết 36, đang chống phá nghị quyết 36 bằng cách đưa vào gây rối ở cộng đồng người Việt nước ngoài. Cái điều này ai cũng biết, cái số cộng đồng người Việt ở Mỹ, nhất là ở Mỹ, thì hầu hết á, dính tới cái vấn đề chính quyền cũ, thuộc không gia đình thì ông bà chú bác để cái khác nào. Người ta không chống đối nhà nước, nhưng người ta chưa chắc thì người ta đã là con cháu Bác Hồ đâu. Cái này không đúng. Đức Đầu Bạc là cố tình đưa cái này thành cú sốc. Thực ra Đức Đầu Bạc là con cháu Ngô Đình Diệm chứ không phải con cháu Bác Hồ. Cha Đức Đầu Bạc là người đưa Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng mà, rồi cũng làm dưới triều đại của các triều đại Việt Nam Cộng Hòa mà. Bây giờ Nguyễn Trọng Đức làm sao trong tâm của Nhân Đức mà gọi là con cháu Bác Hồ, điều đó không có. Cái trò này là trò lừa đảo, mà cái này theo mình ra vấn đề kinh tế là một phần thôi, cái này chủ yếu đánh phá nghị quyết 36. Cái công thức rất là lâu nay rất nhiều của các cơ quan nhà nước mình muốn cái mối quan hệ giữa người Việt nước ngoài có những cái bất đồng quan điểm rồi để gần gũi lại với nhau, thì Đức Đầu Bạc bây giờ chính là người đánh phá, dùng cái này để đánh phá. Chỉ cần cái clip xem là hôm nay đã thấy rất là rõ ràng. Mà trong cái số đó mình thấy có một số ông Lạc, ông là cũng có cái đúng chứ không phải là sai. Ông thách ông Đức á, tại vì ông nó cũng có một cái lý của ông. Các cái
nghiệp hiện nay đang làm việc ở đang người Việt mà mình qua mỏ bên bên nước ngoài ở bên Mỹ á, cũng bị cái đám kia nó đang khống chế mà làm sao mà dám. Nên cái này chính là Đức Đạo Bạc hiểu rất rõ, nhưng Đức Đạo Bạc cố tình đưa ra cái này để chống phá. Đó là những cái ý kiến ngắn gọn của anh Vũ Tuấn trong cái livestream tối hôm qua, và bên Hải thấy những cái ý kiến này là vô cùng là xác đáng. Bên Hải rất là tôn trọng tất cả các ý kiến của các anh em, và khẳng định nữa đây là những kết luận hết sức sáng đáng đối với tên Nguyễn Trọng Đức này, tức là Đức Đầu Bạc. Thưa các bạn, thì cái việc hắn đưa ra cái hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là để cho là gì ạ, tạo ra một cái mâu thuẫn rất là lớn giữa người Việt ở trong nước và người Việt ngoài nước. Bởi vì là gì, người Việt luôn luôn có một cái tấm lòng thành kính thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng mà đối với cái gì ạ, cái lực lượng chống cộng thì họ luôn luôn xuyên tạc và họ luôn luôn chửi bới. Đấy. Thế thì rõ ràng là người dân chúng ta ở trong nước thì làm sao chúng ta thành kính Bác Hồ. Đây là một cái vị lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân văn hóa thế giới, người chiếm trọn cả cái niềm tin yêu của những người Việt Nam yêu nước chân chính. Thế vậy thì khi họ chửi bới, họ xúc phạm đến Bác thì người Việt trong nước như anh em chúng ta là cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm nặng nề, phải không ạ? Thế thì là đương nhiên là tạo ra một cái hố sâu mâu thuẫn lớn giữa Việt, người Việt ở trong nước và người Việt ở nước ngoài. Tất nhiên là người Việt ở nước ngoài nói như thế nó không đúng, nó chỉ là một cái bộ phận chống cộng thôi. Như vậy thì vô tình là cái gì ạ? Không phải là vô tình nữa, mà cái thao tác này như anh Vũ Tuấn hôm qua kết luận và mọi người kết luận rất là đúng. Nó cố tình làm cái việc này để phá hoại nghị quyết 36, chắc chắn một cái điều như thế. Và thưa bà con và các bạn, thì hôm nay thì bên này cũng tra lên mạng vào một cái công ty luật, người ta đã phân tích cho cái tội xúc phạm quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, vân vân đấy. Thì bây giờ xin mời bà con và các bạn cùng với bên Hải để bên Hải đọc lại toàn bộ tội xúc phạm quốc kỳ theo quy định hiện hành, tức là cập nhật mới nhất năm 2022. Thì người ta tóm tắt nội dung bài viết như thế này: một, quốc kỳ là gì; hai, quốc kỳ Việt Nam; ba là tội xúc phạm quốc kỳ là gì; bốn là cấu thành tội phạm của tội xúc phạm quốc kỳ; thứ năm, xử phạt tội cố ý xúc phạm quốc kỳ; mục cuối cùng là kết luận về tội xúc phạm quốc kỳ. Thế thì vậy thì bây giờ là cái trên lý thuyết ấy, thì ai cũng biết thế thôi, phải không? Bây giờ người ta cũng ghi rõ ra đây, quốc kỳ là biểu tượng của một đất nước, một sự tự hào của cả một dân tộc. Quốc kỳ mang ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại của một đất nước và khẳng định vị thế của mình trên thế giới. Tuy nhiên, có những cái cá nhân sống tại nước mình nhưng lại không tôn trọng hình ảnh quốc kỳ và đi xúc phạm đến quốc kỳ. Như vậy thì tội xúc phạm quốc kỳ là gì? Tội xúc phạm quốc kỳ bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về tội xúc phạm quốc kỳ như thế nào? Và để tìm hiểu hơn về tội xúc phạm quốc kỳ thì mời các bạn theo dõi bài các sự phân tích sau đây. Một là xúc phạm quốc kỳ là gì? Quốc kỳ là cờ tượng trưng cho quốc gia. Quốc kỳ của mỗi quốc gia thường được quy định trong đạo luật cơ bản của nhà nước. Những công trình công cộng và tư nhân như trường học và cơ sở cơ quan chính phủ thường treo quốc kỳ. Ở một vài nước, quốc kỳ chỉ được treo ở những công trình phi quân sự như vào những ngày treo cờ cụ thể. Đấy, vân vân đấy, cái này thì định nghĩa chung, phải không? Thứ hai là quốc kỳ Việt Nam. Việt Nam là một dân tộc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, của lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành chính quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng chung của dân tộc Việt Nam đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam và đã được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng. Đấy. Thế thì đến cái thứ ba nữa là tội xâm phạm quốc kỳ, tội xúc phạm quốc kỳ, các bạn. Đây, toàn bộ nó đây, tội xúc phạm quốc kỳ là gì? Việc xúc phạm quốc kỳ bị quy thành tội cố ý xúc phạm quốc kỳ khi mà đủ các yếu tố cấu thành về tội xúc phạm quốc kỳ. Cụ thể, khi chủ thể thực hiện những hành vi cố ý xúc phạm quốc kỳ như viết, vẽ, đấy, như viết, vẽ những nội dung không lành mạnh, có tính sỉ nhục, xé rách, đâm thủng, vò nát, ngồi lên quốc cờ, ngồi lên cờ tổ quốc, hay có những tính chất là nhạo báng, không tôn trọng khác và thực hiện lỗi với cố ý trực tiếp, đấy, cái lỗi cố ý trực tiếp đấy. Và thế nào là cấu thành tội xúc phạm quốc kỳ? Một là chủ thể của tội xúc phạm quốc kỳ, bất cứ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm đến quốc kỳ đều là chủ thể của tội này. Cái này thì Nguyễn Trọng Đức thì rõ ràng là đủ rồi, người ta nói là đủ cái năng lực hành vi dân sự ấy, phải không? Chịu trách nhiệm đủ tuổi và đủ năng lực chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi của mình trước pháp luật đấy, phải không ạ? Thứ hai là khách thể của tội xúc phạm quốc kỳ, là khách thể của tội này là xâm phạm biểu tượng quốc gia, đối tượng là quốc kỳ. Về mặt chủ quan của tội xúc phạm quốc kỳ, tội phạm thực hiện lỗi cố ý, chủ thể nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, mong muốn hậu quả xảy ra. Thế như vậy là chúng ta đã phân tích rồi, Nguyễn Trọng Đức rõ ràng là cái gì? Cái cố tình, để bản thân ông ta là một trí thức, là một chính trị gia, ông ta không thể nào không biết được tất cả các quốc gia trên thế giới này ai cũng có những cái gì ạ? Có những cái gì? Có những cái đạo luật hay có quy định rõ ràng như thế nào về quốc kỳ, và người ta quy định phải rõ ràng trong pháp luật, rõ ràng cái tội mà xúc phạm đến cái biểu tượng tôn nghiêm nhất của đất nước, của dân tộc ấy, thì đất nước nào cũng có, phải không ạ? Vậy thì về mặt chủ quan là như thế, nếu được thực hiện với lỗi vô ý, sơ suất, cẩu thả mà có hành vi xúc phạm quốc kỳ thì không phạm tội xúc phạm quốc kỳ theo Bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017. Cái hành vi của Đức Đầu Bạc không thể nói là sự vô ý được. Đấy. Các bác hôm qua có thể thấy được cái gì? Treo cờ nó giống như là nó để xiên để sọ, nó không, nó lại để một góc trùng xuống, xong rồi nó lại đính bừa đính bãi vào một tí, lá cờ thì nhăn nhúm xiên xẹo, sau đó lại đính cả ảnh Bác Hồ vào đấy. Các bạn cứ thử theo dõi lại cái ngày hôm qua ấy, xem lại cái bức ảnh ngày hôm qua ấy, thì là gì ạ? Cái này nó buồn cười lắm. Nếu như là dùng dây treo hoặc là đinh móc cái bức ảnh Bác Hồ ấy ở cạnh cái ngôi sao ấy, thì theo cái quán tính của một cái sức của cái bức ảnh ấy, nó của quán tính vật lý thôi mà, nó sẽ ở cái móc như thế nó sẽ rơi tự do, thì bức ảnh Bác Hồ là phải là gì, chiều thẳng đứng. Nhưng ở đây bức ảnh Bác Hồ đã bị nó dùng chỉ khâu hoặc là dùng băng dính cố ý làm chéo đi, chứ không quân tuân theo cái quy luật của vật lý nữa. Đó là cái gì, cái chiều rơi tự do, nó bức ảnh nó không thẳng đứng, phải không? Thế thì rõ ràng ở đây là tất cả từ cái việc treo cờ rồi là gì, ngoài việc treo cờ nó lại không thể hiện sự tôn trọng, thì cái tội của Nguyễn Trọng Đức ấy chính là gì, có những cái việc mà là hắn viết chữ lên đấy, không phải chữ là chữ ký này, những viết những cái chữ nhằng nhịt gì đấy, sau đó lại còn có có ba bốn cái dấu đỏ, dấu thì tròn, dấu thì có cái hình vuông, và những cái ký tự nhùng nhằng rất là khó xác định. Nó giống như cái đạo bùa của nó giống như cái đạo bùa của những cái thầy phù thủy hay là của một tôn giáo nào đó ấy. Vậy thì thưa các bạn nghĩ xem, về cái mặt hành vi đạo đức đã không thể chấp nhận được với một con người mang tiếng là chính khách,
mà lại không hiểu được cái ý nghĩa của cái sự trang trọng, cái sự tôn nghiêm của lá cờ Tổ quốc. Ông ấy ngoài là công dân Mỹ, ông ấy còn là một công dân Việt Nam, cho nên biên ải mới đặt ra cái vấn đề tội phạm ở đây. Đấy, thì tất nhiên là phạm tội ở cái này, hành vi này ở ngoài, thực hiện ở ngoài đất nước Việt Nam thì nó ở mức độ nào thì biên ải không biết được, cái này là nó thuộc về an ninh. Bây giờ chỉ biên ải chỉ căn cứ theo cái bài người ta phân tích của cái công ty luật CNN thì thôi, thấy không? Thế còn hành vi khách quan của tội xâm phạm quốc kỳ là hành vi xúc phạm quốc kỳ, nó được thể hiện bằng một số hành vi cụ thể như là hành vi đốt, xé, bôi bẩn, vẽ bậy. Đấy, có phải vẽ bậy không ạ? Đấy, vẽ bậy lên quốc kỳ, đập phá quốc huy, sử dụng quốc kỳ làm những việc mang tính xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của quốc gia dân tộc, hoặc có thể thể hiện bằng các hình thức như có lời nói có tính chế giễu, nhạo báng, phỉ báng, vân vân. Tội phạm hoàn thành khi có một trong những hành vi kể trên mà không cần dấu hiệu hậu quả. Có dấu hiệu hậu quả chưa các bác? Không cần dấu hiệu hậu quả thì đã là cấu thành tội phạm rồi. Thế bây giờ là để cho treo lên cái lá cờ đấy và treo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách xiên xẹo, không có một cái sự tôn kính, không một sự tôn trọng nào ở đấy, để tạo thành một cái mối mâu thuẫn lớn giữa nhân dân trong nước và một số bộ phận người Việt không có thiện cảm với đất nước ở bên ngoài. Hậu quả nó cũng có rồi đấy chứ, phải không? Và một cái ý nữa biên ải muốn nói với các bác là thế này: cái đạo bùa, ngoài cái hành vi bôi bẩn bằng chữ viết ra và mấy cái con dấu của những cái là những cái giống như cái đạo bùa của một cái những thầy phù thủy, thầy pháp sư nào đó hoặc là một tôn giáo nào đó ấy, thì cái đạo bùa người ta dùng để làm gì các bác? Đạo bùa người ta dùng để trừ tà, người ta dán vào, người ta thường dán ở trong phòng để tránh, để cho tà ma nó khỏi xâm nhập vào trong nhà. Người ta dán lên những cái chỗ là người ta chấn yểm, người ta phong ấn lại những, gọi là người ta phong ấn lại những cái gì ạ? Cái nơi mà là có tà khí, có nghĩa là phát sinh ra ma quỷ ấy, để phong ấn nó lại, nó không ra được nữa khi mà những cái đạo bùa ấy nó còn tác dụng. Đấy, ở một cái thời gian nhất định như thế nào đấy. Vậy thì những cái gì, những cái dấu của các đạo bùa này nó dán lên lá cờ Tổ quốc Việt Nam với cái mục đích gì đây? À, tay Nguyễn Trọng Đức này, tên Nguyễn Trọng Đức này này muốn phong ấn cả cái chính khí, chính nghĩa của cả dân tộc Việt Nam, nó mang cả cái hồn thiêng sông núi chứ, chính nghĩa của chúng ta ở trong lá cờ này chúng muốn phong ấn lại chăng? Hả? À, tên Nguyễn Trọng Đức kia đấy, nói thẳng, nói nhùng nhằng, nói đi nói về đây, kiểu gì thì kiểu. Tôi nói cho ông Nguyễn Trọng Đức biết nhé, cái hành vi này mà ông thực hiện ở trong trên lãnh thổ của đất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này, tôi thề là ông đã bị tóm sống rồi đấy. Tôi thề là ông bị tóm sống ngay lập tức, ngay và luôn đấy, chứ không có cơ hội mà thanh minh nữa đâu, phải không? Tội phạm hoàn thành khi có một trong những hành vi kể trên mà không có cần dấu hiệu đấy, viết, vẽ, bôi bẩn, bây giờ lại còn muốn phong ấn cả chính khí thiêng liêng của cả đất nước, của dân tộc đấy, trên cái lá cờ ấy, mày xúc phạm như thế à? Hả? Và điều thứ năm là xử lý tội cố ý xúc phạm quốc kỳ, căn cứ theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sửa đổi bổ sung năm 2017, điều 351 quy định về tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca như sau: người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nguyễn Trọng Đức nhớ nhá, ông là người song tịch, ông cũng là một công dân Việt Nam đấy nhá. Và cuối cùng là phần kết luận, phần kết luận này thì của công ty luật thôi, chúng ta cũng không cần đọc lại nhiều làm cái gì. Như vậy là thưa bà con và các bạn, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Với một con người dấn thân vào cuộc đời hoạt động chính trị từ thuở thanh niên cho đến khi là gì, quá trình chống cộng rất là có nhiều thành tích bất hảo, rồi đến khi bảo rửa tay gác kiếm
cũng là chỉ là cái bộ mặt, cũng chỉ là cái bộ mặt lòe bịp thiên hạ thôi, giả dối ra manh thôi. Bây giờ một cái con người có trình độ, có tri thức thế không thể không hiểu được đất nước nào cũng có quy định trong pháp luật rõ ràng về cái tội xâm phạm đến cái biểu tượng thiêng liêng nhất của quốc gia dân tộc, đó là quốc kỳ, quốc ghi, quốc ca, vân vân. Như thế mà ông ta cố tình treo lên, cố tình làm những cái việc này, cố tình bôi bẩy bẩn, thậm chí dùng đạo bùa phong ấn cả lá cờ vào. Đấy, đây là có thể hiện cái bộ mặt hết sức là bần tiện xấu xa của những cái kẻ gì yêu nước giả cầy, bắt tay nhau giả danh yêu nước, giả danh lợi dụng nghị quyết 36 để quay về trục lợi và quay về chống phá một cách tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, đúng như kết luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra ở cái kết luận số 12 năm 2021 ấy, các bạn. Thưa bà con và các bạn, thế thì còn lại là một thời ở clip lần sau, Biên Hải sẽ bàn về cái âm mưu thực sự nó đứng đằng sau cái việc này là gì. Ngoài cái việc làm cho mất đoàn kết cộng đồng này ra, nó còn có những cái âm mưu sâu xa hơn nữa về mặt chính trị, và cái này cực kỳ là thâm độc, rất là khó đối phó đấy các bạn ạ. Thì Biên Hải sẽ phân tích vào một cái clip sau. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hơn 20 phút nói chuyện của Biên Hải. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.